con ta ăn nữa. Này mực với gì ta? Mực đậu bắp. Cá cá viên nữa đúng không? Cá viên, cà chua. Này là gọi là lẩu mực hả? Chứ không phải hải sản đúng không? Lẩu mực khổng lồ nha cả nhà. Hôm nay con gái thì làm về mua cái lẩu mực khổng lồ để Phúc Hàng sẽ review cái lẩu mực của con gái mua. Cái này thịt bò cuốn với nấm, nấm kim châm. Cái này là nồi nước lẩu nha cả nhà. Có cái vỏ hộp, mình dẹp đựng xa ra. Bây giờ ăn uống nó cũng sướng. Ra ngoài có tiền thì mua là xong, khỏi làm nó cực. Này giờ rau sống nó cho nè cả nhà, cũng nhiều ghê á. Thấy 4 cái chén xuống ăn mày. Một bịch luôn. Gì á. Rau muống, bắp chuối, nấm kim châm. Cái lẩu này nhiêu à con gái? 300 chẳng luôn hả? 300 thêm gì á, hình như 324 ngàn á cả nhà. Con ghé tiệm con mua luôn hả? Không, đặt ship. À, đặt luôn hả? Đặt shipper chở tới đem tới hả? Quá hấp dẫn luôn. Để ra bỏ mật vô luôn đi. Gì có thanh, cái đó là thanh cua phải không? Không, bánh gạo, bánh gạo. Bánh gạo hả? À? Lẩu mực có bánh gạo nè. Lần đầu tiên mới biết. Bạn không biết sao đi. Này là lần đầu tiên ăn lẩu mực ngon nhất nách. Lần đầu tiên mới được ăn. Cắt miếng nào miếng mực. Mực miếng nào miếng đấy giả mang. Giá mày không đẹp. Đứng lên nó kéo cho. Cái tiền ở chung với bác cây sao được rồi đó. Bác cây sao cũng dùng tối ngày dùng cái từ là giả mang không ngang. Bác cây sao bên này là lũ đại. Này chắc một đại dương. Không đại đâu. Một dương. Ngon quá, tiện quá. Mày cắt miếng mật. Đúng rồi. Chị vui. Thịt bò cuốn nấm kim châm. À, nước chấm siêu cay. Nước chấm ớt xanh siêu cay. Ngon nhất đất. Hai đất, hai đất thôi. Hai đất cũng được. Cái gì vậy? Mình nhận hai đất thôi được cũng như là cái gạo. Lấy cái gì vậy? Đi chuối, mỗi gì chuối vô. Nhìn cái nước nó xíu tôi ăn không hết nữa. Ăn hết luôn á. Ai về đâu cũng thôi. Quá trời mà. Thêm chén anh. Còn nữa anh nấu ba cục đâu ăn được. Cái nào? Nè, bò gì kìa. Gì quá vậy vậy? Bữa tiên muốn ăn hả? Thì vậy đi đây đi. Thịt bò bữa tiên muốn ăn hả? Mày chưa có ăn chứ bữa tiên muốn ăn gì vậy? Ăn mà cả nhà thịt bò cuốn nấm kim châm. Chị mắm mẹ à? Không, ba phải đợi nếp kim châm nó chín nữa. Kim châm này càng giống thịt bò nó chín à. Thì nếu mà ăn thịt bò không á thì nó chín liền. Bò ăn nắp kim châm mới đợi nó. Kim châm khó lâu chứ. Nè, kim châm nó vô nó mềm luôn rồi nè, nó lâu gì. Nè, thêm đưa chén nè bà. Bà bỏ vô. Quá đã. Quá đã.
mực cả nhà. Nồi chén mà cho em gắn cái gì? Đây bạch tuộc hay mực, mực phải không? Mực. Mực cho hay bạch tuộc? Mực. Mực, nó rau quá. Mực nén này rau mực. Ngon. Bữa trưa hai chợ ăn không có rưỡi. Bỏ đâu nha chị. Cô Mai. Bỏ vô luôn nha. Rồi cái miếng mực nó bự nè cả nhà. Quá chờ luôn. Cái dày. Nó bự như miếng tấm thép định luôn. Cái lẩu này là 120 ngàn ăn đáng đồng tiền luôn cả nhà ơi. Mực nó mềm. Ngon. Mực bự mà nó mềm, nó không có dai. Như là lấy ăn được rồi, để chín quá, không ngon. Có nấm kim châm không? Ngon, rất là tuyệt. Thịt bò nấm kim châm này cả nhà. Ngon tuyệt đô, tuyệt giờ luôn. Quá đã luôn. Hết sảy còn bò bảy luôn. Nè, kim châm này. Này bỏ vô. Mà này trên nhà ăn không được. Sao ạ? Cay. Nó nói với sao được ăn đâu. Lẩu cay con lẩu cay. Nó mềm nó con cắn được à. Đâu dài. Con nó đi gì mà nó múc mì ra thì múc ra chỉ đi à. Miếng thịt bò có nó mềm không? Bò có dai. Thịt bò có dai không tim? Dai. Thịt bò dai hả? Mềm. Thịt bò rồi cả nhà. Nếu mà nó dai là do để lâu đóng luôn, không ăn nó ngon lắm, bị cả đóng. Nó ngon lắm, mềm ngon. Thịt cả đóng rồi, thịt mật nồi luôn á. Miếng dâm dâm nè, nó mềm hết rồi. Này chứ nó chỉ thiếu tôm thôi chứ đâu có gì đâu. Đủ đầy vậy đó. Cái nói này chỉ thiếu tôm thôi. Đầy đủ hết trơn. Chà bá lửa. Ủa mực cũng giờ. Có xả thôi không? Miếng mực miếng nào nay quá cho bự nè tiên hả mới ăn còn nhà món mực còn nhiều lắm vớt rồi để nó dài nó còn bấm theo bá mà dài gì vậy. Cái gì? Cái miếng đậu của con mực á. Các bạn phải cho cắt á. Miếng của mình á chứ đậu gì? Mình cái đậu quay những phút đó chứ quay các bạn cắt rồi đâu thấy được rồi, nó dậy của nào. Chị lắm đưa mua lần nữa thì giờ mẹ chưa sắp để bao quay.
nhân dao nữa mà bỏ vô. Trời đâu có miếng mật. Má ơi. Trời có miếng mật rồi cả nhà. Khủng hoảng luôn. Nó bự nè. Nó dày. Miếng mật. Hết thộm nha, nè con. Bye bye. Nè. Đây con ạ. Cái này kìa. Còn nhiều lắm mật nữa nè. Trời ơi, đem miếng đó nè. Mực. Quá trời. Nè tim nè. Ăn cái nhà lẩu thì 4 người ăn thì ngon. 4 người ăn muốn không hết luôn. Không đủ, định mua cái 500 luôn. Mua 500 ăn gì hết. Ăn